Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và sau bao ngày săn quỷ để tìm kiếm mảnh đạn thì cuối cùng mình cũng đã thu gom đủ tổng cộng là 9 cái mảnh đạn. Và đây sẽ là thứ rất là quan trọng để mình có thể ghép lại và tạo thành một cái mảnh đạn hoàn chỉnh của tên quỷ súng. Đây là một thứ rất là quan trọng giúp mình có thể triệu hồi ra hắn và có một cái trận chiến cuối cùng với cái tên quỷ súng tàn bạo đó. Thế nhưng mà trước khi bắt đầu cái trận chiến này thì mình sẽ kiểu như là kêu gọi đồng đội cái đã. Đầu tiên thì mình sẽ cho những đồng đội mình rời khỏi cái xe mỏ trước cái đã. Bữa giờ mình cho đồng đội ngồi trên xe mỏ để tránh cái trường hợp là đi lung ta lung tung á, rồi đi lạc mất thì không hay. Rồi nãy giờ là được mấy đồng đội rồi? 1, 2, 3. Đây là đồng đội thứ tư nè, quỷ thiên thần. Rồi tới quỷ cá mập. Tiếp theo là Aki. Ok, và cuối cùng chắc là cô Penny. Ok, đây là đội hình hoàn chỉnh của mình. Trận chiến này cũng có thể là một trận chiến lành ít dữ nhiều đó, nên là mình không có tự tin là sau cái trận chiến này những đồng đội của mình sẽ có đầy đủ và trở về cái căn cứ của mình. Nhưng mà mình sẽ dùng toàn bộ cái sức mạnh mà mình có hiện tại để cùng nhau chiến đấu ha. Hy vọng là có thể đánh bại được tên quỷ súng đó. À mà tí nữa thì quên mất, bữa nay thì mình sẽ chiến đấu với cái tên quỷ súng đó bằng cái nguồn sức mạnh của quỷ cưa nha. Tại vì mình rất là thích cái phong cách chiến đấu của quỷ cưa luôn. Và trong người mình thì lúc nào cũng sẵn có trái tim của Bochita hết. Thế nên là bây giờ mình sẽ ăn liền trái tim của Bochita để trở lại làm Chainsaw Man và chuẩn bị tác chiến với hắn thôi. Nhưng mà cái tên quỷ súng thì nổi tiếng với cái việc là cái sức tấn công rất là kinh khủng luôn. Mình thì không dám tác chiến gần đây đâu, nhỡ hắn bắn lạc đạn thôi mà viên đạn bay ngang cái căn cứ của mình chắc là lên chỏn còn cái nịt á. Nhiều khi không còn cái nịt của mình nữa, nên là tốt nhất là mình sẽ đi ra thiệt là xa khỏi cái nơi ở của mình rồi sau đó mới triệu hồi hắn ra ha. Ồ, ở đây mình thấy có thêm quỷ bạo lực hay sao vậy? Mình tuyển thêm đồng đội được á, càng đông thì tỷ lệ thắng của mình càng cao, hợp lý. Vô tình có thêm một đồng đội liền. Bên này đi ra chỗ khác. Chỗ này là mình thấy cũng ok la rồi nè, kiểu nó khá là trống luôn. Được á. Rồi bây giờ mình sẽ cho những đồng đội của mình ra bên ngoài hết để sẵn sàng cho cái trận chiến cuối cùng này. Đây và đây, xong phân. Và mình cũng sẽ lấy những trái táo có sẵn trong kho đồ của mình cũng như là vật tổ trường sinh luôn để dùng trong những tình huống cấp bách. Rồi và cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Mình sẽ kêu cái tên quỷ súng ra bằng cách là sử dụng cái mảnh đạn này. Ủa? Oh, và đây là Aki. Oh my god. Oh shit. What the heck? Oh, thì ra Aki còn có một hình dạng khác là Aki quỷ súng. Và đây là hình dạng của tên quỷ súng thật sự nè. Ui, hắn bay được. Ây, mình sẽ kéo hắn xuống bằng khả năng bắn dây xích của mình. Hắn đâu rồi? Ui, may là mình có thể kéo hắn xuống được bằng kỹ năng bắn dây xích ấy, nên là cũng khá là tiện trong việc tấn công hắn. Và đội hình thợ săn quỷ của mình đang gây được rất nhiều sát thương lên hắn luôn. Cố lên. Yes. Oh, thành công rồi các bạn à. Đội hình thợ săn quỷ này mạnh thật sự. Ui, nhưng mà mất nhiều máu quá nha. Mình không ngờ là, wow, quá đã luôn. Để bây giờ mình sẽ tìm cái xác của tên quỷ súng đó. Phải tìm cái xác thì mình mới lấy đồ được. À đâu, sau khi mình đánh bại tên quỷ súng á là đồ của hắn sẽ rơi vô kho đồ của mình luôn. Ở đây mình sẽ có được một cái gun core. Cái này thì sẽ kết hợp với cái zombie core và tạo ra được một cái cổng dẫn tới địa ngục á. Wow. Mà phải công nhận là với sức mạnh của Chainsaw Man rất là tiện trong việc đánh quỷ súng luôn á. Kiểu như mình có thể bắn dây xích lên hắn và kéo hắn xuống và nhờ đồng đội của mình hỗ trợ trong việc gây sát thương lên hắn. Rất là nhanh chóng ha. Đúng là sức mạnh của men chính có khác. Mình còn chưa kịp dùng tới cái vật tổ hay là trái táo vàng cường hóa xịn nữa. Thôi, để mình dùng nó trong một dịp khác vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn đồng đội về nhà thôi. Bên này mình thấy có cái thanh niên chiến binh mặc giáp nhìn, cái giáp gì đó nhìn xịn lắm. Mình cũng hơi thích cái áo đó nha. Cho tôi xin cái áo đi.
không? Ui, không có rơi ra rồi. Hơi tiếc nha. Ủa? À, con quỷ dơi kia nó đứng hóng gió trên cái nóc nhà kìa. À, được hết nha. Cỡ gài bài đặt hóng gió rồi hả? Bắn dây xích vô. Ui, mình bắn dây xích hụt rồi. May cho ngươi là ta bắn dây xích hụt đó. Rồi, lần này thì hết hụt rồi nha cưng. À, không hẳn đâu, hụt tiếp rồi. Lần này thì không có hụt nữa đâu. Đó, kéo hắn vô và bắt đầu cưa thôi. Ủa, cái gì? Ủa, rõ ràng là mình bắn trúng hắn rồi mà. Trời ơi, hắn cứ gầy, hắn né ghê lắm. Cái tên quỷ dơi này cứ gầy, gian manh lắm nha, mày đặt né chiêu rồi đó à. Rồi, giờ thì nghỉ né nha cưng. Wow, 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 wow. Bay cao vậy? Tiếp tục. Mặc dù mình đã đánh quỷ xuống một lần rồi, nhưng mà bây giờ mình kiểu như lại muốn đánh nhau với hắn thêm một lần nữa. Và lần này, mình đánh bằng chính sức mạnh của mình luôn, không nhờ đồng đội xem coi mình có hạ được hắn hay không á. Thế nên là bắt buộc là mình phải cày lại mảnh đạn tiếp rồi. Nhưng mà mình cũng đã có kinh nghiệm rồi, nên là việc cày mảnh đạn chắc sẽ không quá khó đối với mình đâu. Công việc của mình chỉ là chăm chỉ đi săn quỷ thôi, là sẽ có thêm mảnh đạn chứ gì. Ok. Đúng lúc mình đang cần tìm thật nhiều mảnh đạn thì gần đây có hai nhà quỷ dơi luôn. Cơ hội lý tưởng nè, lượm hắn thôi. Đánh nhanh rút gọn. Và thứ quan trọng nhất mình muốn tìm đó chỉ là mảnh đạn thôi á. Ây da, không có rồi. Không sao, mình sẽ không bỏ cuộc. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Mình còn nhiều cơ hội mà. Đây, chẳng hạn như cái con quỷ dơi thứ hai này. Để xem coi, con này có rơi không? Cũng không luôn. Sao mình nhỏ vậy? Cạnh đây nó còn có cái chỗ gì mà mình thấy bên ngoài nó có những cái chỗ máu nè. Wow, đường hầm à? What? Chính xác rồi. Quá trời xác ở trong này luôn. Yêu. Thấy ghê vậy. Con quỷ dơi gây ra chứ không ai hết á. Và đằng kia có Denji kìa. Bữa giờ hình như mình chưa thử đánh nhau với Denji đúng không? Hay là bữa nay mình chơi lớn mình quánh nhau với Denji bữa ta. Ý kiến hay á. Sẵn tiện test sức mạnh luôn. Ok, let's go. Thử nào. Denji cũng biến thành Chainsaw Man rồi kìa. Wow. Trận chiến với hai Chainsaw Man nha. Let's go. Vô, mình không có ngán đâu. Đụng là trụng thôi. Tiếp tục. Wow, có vẻ ở dưới nước mình khá là chiếm lợi thế trước Denji luôn. Được quá ta. Bây giờ mình khá là khỏe rồi đó. Tự tin hơn cho cái trận chiến lần 2 đối với cái tên quỷ súng rồi. Đây là cái nhà thứ 3 mà mình gặp trong cái cánh rừng này rồi. Vẫn không rơi ra mảnh đạn. Bữa nay mình dồn hết nhân phẩm vào cái trận chiến với cái tên quỷ súng rồi hay sao vậy? Giờ săn quỷ, mấy con quỷ khác chẳng thèm rơi ra mảnh đạn gì cho mình hết. Ui, chắc đây là phần thưởng an ủi tinh thần cho mình hay sao nè. Ôi, con cục không đủ đâu. Lại gặp Denji nữa nè. Ui, bữa nay ngày gì ta? Gặp Denji liên tục luôn. Chắc mình gạ kèo thêm một lần nữa quá. Lần này là đánh trên bờ nha. Kiểu fair play nhất luôn. Rồi, ok. Ủa? Denji không đánh mình luôn. What? Ủa? Lạ vậy, trước lạ sao quen à. Hai Chainsaw Man gặp nhau nhưng mà không quánh nhau luôn nè. Không đấu kiếm gì luôn. Ủa, anh nhầm, không đấu cưa gì luôn. Ủa, thân thiện cực kỳ. Ok, vậy thôi, mình sẽ không làm khó. Ủa? What? Cái gì? Mình có thể kết bạn được với cả Denji nữa. Như vậy thì bây giờ mình và Denji đã trở thành hai Chainsaw Man giống nhau rồi. Được đó ta. Có khi là cùng nhau tác chiến cũng ok á. Trước mắt là cứ dẫn Denji về nhà trước đi ha. Chuyến đi này còn có thêm bạn nữa. Nói chung là cũng ok. Nhưng mà mình vẫn chưa có bỏ cuộc đâu. Mình đã đặt quyết tâm rồi. Bữa nay mình phải kiểu như là triệu hồi tên quỷ súng thêm một lần nữa. Và cũng như tự tay tiêu diệt hắn bằng chức sức mạnh của quỷ cưa ha. Nhưng mà để thực hiện được thì bây giờ mình cần phải thoát ra cái cảnh nhân phẩm kém như vậy cái đó. Nãy giờ quá nhỏ luôn. Săn đúng nhiều quỷ nhưng mà không con nào chịu rơi ra mảnh đạn hết. Bên kia có một ngôi làng.
Hình như là bị quỷ ăn thịt hết rồi. Phải có làng không vậy? Nhìn giống cái nhà thờ lắm luôn. Được được, để mình qua đó mình coi tình hình như thế nào. Ui, hai con quỷ đĩa luôn à. Wow, ban ngày ban mặt mà bọn chúng lộng hành ghê chưa. Không săn là không được. Nào nào nào, đứng yên để ta cưa nào. Ủa nhưng mà sao bây giờ bọn quỷ này không còn đánh mình nữa? Tức là kiểu mình sau khi mình tiêu diệt quỷ cưa là mình thành quỷ thứ dữ hay sao rồi? Bọn chúng không thèm đánh mình luôn. Ồ, lạ cực. Đây mình sẽ thử lại gần tên quỷ đĩa nào. Cái mụ quỷ đĩa này. Đó. Mình đứng kế bên luôn nè. Không hiểu luôn. Rồi, hình như sau khi mình tiêu diệt quỷ súng xong là bọn chúng bị mình thao túng tâm lý rồi. Không còn thèm quánh nhau với mình nữa. Come on. Xu vậy. Quá là đáng tiếc luôn. Còn cái nhà thờ này kiểu như nó bị bỏ hoang mất rồi. Bên trong thì cũng không có cho mình đồ gì giá trị cho lắm. Cứ tưởng khu này là một cái ngôi làng chứ, nhưng mà nó chỉ là một cái nhà bình thường thôi. Đây là ngôi làng người tuyết. Tất cả dân làng bị thay thế bằng người tuyết hết rồi. Oh man. Không còn một dân làng nào sống sót ở đây hết. What? Nhưng mà mình vẫn sẽ thử đi săn quỷ thêm một thời gian nữa coi. Kiểu như càng ngày thì tỷ lệ rơi ra các mảnh đạn nó càng giảm hay sao vậy? Lúc đầu ấy mình săn cực kỳ dễ luôn nha. Cực kỳ dễ rơi ra mảnh đạn. Thế nhưng mà càng về sau thì các bạn cũng thấy rồi đấy. Mình săn quỷ cũng nhiều hơn nhưng mà số lượng mảnh đạn thì không hề nhiều hơn đâu. Ở với tên này coi. Cũng không luôn nè. Ê, vẫn rơi ra mảnh súng nha. Chẳng qua là tỷ lệ nó quá là thấp. Hoặc là do mình quá là nhỏ thôi. Ok, có động lực để đi săn quỷ tiếp rồi. Mình cứ tưởng là sau khi tiêu diệt quỷ súng là sẽ không còn mảnh đạn nữa chứ. Đây, ở đây có cái chỗ gì đây. Chỗ có bát súp bất ngờ nè. Mình ăn vô xả xui coi. Nãy giờ xui quá. Ok. Wow wow wow. Gần đây có cái con boss. Ui. À, rơi ra mảnh đạn thứ ba luôn rồi. Tuyệt vời. Ui, con boss này hơi bị trâu nha. Yêu. Con này mấy trăm máu lận. Ôi. Thôi, gặp mấy con này tốt nhất mình không nên dây dưa vào đâu. Hên cho nó là bây giờ mình là quỷ cưa chứ mình mà là quỷ thiên thần là mình bem nó rồi. Mình cướp tươi thọ nó là hơi bị ngon luôn á. Mảnh đạn thứ tư rồi. Với cái đà này thì sẽ không lâu đâu. Mình sẽ có thể hồi sinh lại cái tên quỷ súng thêm một lần nữa để có thể tái đấu rồi. Cố lên. Hiếm lắm mình mới gặp cái cánh gừng cây đước nè. Bữa giờ mình cũng đi khá là nhiều vùng đất rồi đó, nhưng mà kiểu hiếm khi mà mình gặp cái biome này lắm. Không biết trong đây nó có nhiều cái tên ác quỷ hơn hay không á. Để mình đi ngắm nghía thử. Ồ. Nó có cái chỗ gì bên đây nè. Trông lạ lắm. À, đây là cái chỗ của mấy cái nhà khoa học bị mấy con quỷ tiêu diệt. Mình nhớ rồi, đây là cái nguồn cung cấp sắt trong giai đoạn khó khăn đầu tiên của mình nè. Mình vẫn còn nhớ. Đây, để bây giờ mình sẽ vô đó mình coi thử coi. Ui, cái lối vào bị con này nó chặn mất rồi. Đây, lối vào ở này lắm. Ui, mà coi chừng nhà trong đây nó hay có mấy cái khói la làng lắm. Ôi, giống như là cái còi báo động vậy đó. Ui. À, cái này cái xác. Mình cứ tưởng còn người sống chứ. Mình sẽ thử coi cái rương này. Lại có thuốc yếu đuối. Ui, xét đánh ngay chiếc cây. May thế, trời đang mưa không là lại cháy rừng nữa rồi. Mình rất là sợ mấy cái vụ cháy rừng luôn. Vì không chỉ rừng sẽ bị thiệt hại nhiều đâu mà mình cũng bị thiệt hại nữa. Bị máy lắc á. Ủa kìa đây. Ui giờ mới nói cháy bên kia. Rồi luôn. Thì lần này cái tên quỷ dơi có rơi ra cho mình mảnh đạn hay không? Không là không nha. Bữa nay cái tên quỷ dơi không có chịu hợp tác gì hết luôn. Ỉ. Ở đây nhà của hai mình nhìn xinh xắn đấy nha. Oh, nhà của Kachi Limber. Wow. Nhà đẹp dễ bán. Mình ghé vô mình review nhà của cái người này ha. Wow. Gian bếp nè.
Rồi lò sưởi, bàn ăn rồi ha. Quá nhà nhỏ nhỏ như mình thích cực ấy. Này là lại thêm một lò sưởi luôn. Ồ, trong này là giường ngủ. Ủa sao giường ngủ không có kim cương hết ta? Giường ngủ mà có kim cương là ấm lắm á. Này có kim cương không? Không luôn. Ôi nhưng mà tốt nhất mình đừng có đỡ nhà người ta lâu quá. Tại vì y như rằng mình ở cái chỗ nào á, thì một hồi bọn thây ma sẽ đánh nơi ra được á. Rồi mình sẽ kiểu như là báo người ta nữa. Tốt nhất là mình nên rời khỏi đây ngay bây giờ, để tiếp tục công việc đi săn mảnh đạn của mình thôi. Wow wow wow, cái vùng đầm lầy mà các bạn coi kìa. Quỷ nó xuất hiện tràn lan luôn. Rồi mình tới đó. Xử nó thôi. Kéo nó lại. Cưa nó. Mình đã biết cách để tối ưu cái khả năng kéo của mình rồi. Đó chính là mình sẽ bật cái hitbox lên. Lúc đó thì mình sẽ phóng cái cọng dây xích cực chuẩn luôn, nhắm vào cái hitbox mà kéo về thôi. Thêm một cái ngôi nhà của tên quỷ zombie. Lần này thì hắn kiểu như đẻ ra khá là nhiều đàn em luôn. Tương tự thì mình sẽ phóng dây xích lại hắn. Dính không? Yeah, dính nha. Úi. Dính cái trụ đằng sau ạ. Trời đất ơi. Đây, giờ mới dính hắn nè. Úi. Nãy giờ mình đi khám phá các thứ, mình cũng săn khá là nhiều tên quỷ zombie rồi. Nhưng mà bọn chúng thì gần như là không chịu rơi ra mảnh đạn cho mình. Ồ, liệu rằng tên này có rơi ra mảnh đạn cho mình hay không đây? Một đòn quyết định. Vẫn không nha. Tính ra săn mấy cái con quỷ cà chua vậy mà dễ rơi ra mảnh đạn hơn ấy, mình thấy vậy. Vừa nhanh mà vừa nhiều tỷ lệ nữa. Đấy, vừa mới khen xong, có liền thêm một mảnh đạn nè. Vậy là nãy giờ mình cày sai cách rồi. Cứ tìm quỷ cà chua mà phang thôi. Ồ, cái gì đây? Đằng kia mình thấy có một cái ngôi nhà tràn đầy mật ong kìa. Đẹp vậy. Mình sẽ bay qua đó coi thử. Hơi bị bự luôn. Chắc đây là cái trang trại mật ong hay sao rồi. Đường vào đâu nha? Không thấy đường vào nha. Mình thử đập kiến mình chui vô đi. Bên trong này có khoáng sản các thứ nè. Có thêm mật ong đồ cho mình nữa. Nhìn từ bên ngoài thì mình thấy tầng 2 nó còn rương nè. Nên là mình sẽ lên thử kiểm tra coi như thế nào. Nhưng mà bọn quái vật nó tràn tới ngay lúc mình muốn đột nhập vào cái ngôi nhà này rồi. Thiệt luôn á, phiền phức ghê á. Ý, nó còn nổ. Oh man. Nổ banh chỗ của người ta hết rồi. Mấy cái con này quậy không hả? Mình vô mình phá có chút xíu à, bọn chúng phá quá trời luôn. À, tầng 2 là kiểu trồng trọt rồi ha. Bên đây thì sao? Ô, bên đây còn có cái nguyên một cái hồ nước bên trong luôn nè. Uầy. Xịn thật. Nếu mà bên kia có hồ nước thì chắc bên này cũng sẽ có một cái hồ nước đây. À không, bên này thì khô ráo nha. Nhưng mà đánh đổi lại thì trong này có rất là nhiều cái tổ ong mà đầy mật rồi nè. Mảnh đạn thứ 7 rồi. Cố lên, hai mảnh đạn cuối cùng nữa thôi. Mà từ nãy tới giờ á, hình như mình chưa có cho kiểu như là Denji thể hiện một chút xíu nào luôn. Đây là Chainsaw Man hạng real, thế nên là nhiều khi sức mạnh cũng sẽ khác so với mình á. Ồ, được. Mình sẽ cho Denji tiêu diệt cái tên quỷ dơi trong cái ngôi nhà này. Tới số ngươi rồi, bữa nay ngươi bị Chainsaw Man hạng real xử nha. Tiếp tục nào. Vô. Cứ đi, đúng rồi. Ồ. Ủa nhưng mà sao hàng riêu gì kỳ á? Ui, thôi xong rồi, hàng riêu mà. Hàng riêu như vậy thì toang. Oh my god. Thôi, để hàng ghép 1-1 thể hiện cho. Đánh nhanh nước bọn nè. Ồ. Hình như mình hơi kiểu như là tin tưởng quá vào Denji rồi. Sao Denji không cưa mà chỉ dùng đòn đánh thường nhờ, lạ thiệt. Rõ ràng trên đầu có máy cưa, tay cũng có lưỡi cưa nữa mà không chịu cưa. Khá là kỳ lạ nha. Thử lại thêm cái nữa coi. Nhiều khi mới cùng mình chiến đấu nên hơi bỡ ngỡ á. Đây, thử lại cái nữa nè. Let's go. Đúng rồi, nhảy vô cưa đi. Mình phải gấp đam vô thì mới tiêu diệt nhanh được. Chứ không thôi là Denji cưa rất là đau luôn. Để coi cưa mất bao lâu nha.
Trời ơi. Đây rồi. Ờ, khá là lâu á. Ủa nhưng mà giờ có cách nào để biến Denji thành dạng thường lại không trời? Biến thành dạng thường cầm cây rìu nhiều khi còn mạnh hơn ấy chứ. Nãy giờ cho Denji thể hiện lực đổ rồi, bây giờ mình sẽ trở lại với công việc cày mảnh đạn của mình thôi. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, cái tên quỷ dơi khá là ít khi mà chịu rơi ra cái mảnh đạn luôn. Mặc dù mình hành hắn rất là nhiều rồi đó. Tên này đúng lì luôn á. Nè, lần này cũng không chịu rơi nữa nè. Bên này nó có cái căn nhà gì nhỏ nhỏ nhìn lạ vậy. Hình như có người sống bên trong hay sao á. Chưa, để mình tìm đường vào cái đã. Hình như đường vào nó nằm ở bên. Đây đây, đường vào nó ngay đây. Trời trời trời, quá giật tới. Thôi nha, thôi nha, tôi không muốn báo người ta nữa đâu. Đi chỗ khác đi. Không được rồi. Giống như mình đi tới công trình nào là giống như mình báo công trình đó vậy. Quái nó tràn lại đây rồi nó. Đó 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 đó. Quậy phá tùm lum tùm la nhà người ta. Quá trời quá đất rồi. Bó tay thiệt. Mình mà móc chúng là xác định nó với mình. Ê, nhưng mà con này được cái là nó bắn cái lưỡi ra rất là khó chịu nha. Đó 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 đó. Mỗi lần trúng thì mình sẽ bị văng khá là xa luôn. Thôi ngươi sẽ không trụ được lâu đâu. Cái tên quỷ zombie kia. À nó vẫn chống cự cơ. Ây trời ơi, con này nó chống cự khó chịu quá. Ủa cũng hay, nhờ nó đá mình qua, nhờ nó bắn mình qua đây mà mình có thêm một mảnh đạn, hợp lý luôn. Cứu nó tiếp. Ui ui, nó còn một chấm máu thôi. Cố lên, cố lên. Giờ mà nó rơi ra cái mảnh đạn nữa là đẹp luôn nè. Có hay không? Nó chết rồi. Để mình quay lại mình nghĩa coi. Rồi, không có mảnh đạn rồi. Su cà na vậy. Mình đã hạ rất là nhiều con quỷ zombie rồi đó. Nhưng mà chẳng con nào nó chịu. Chịu cho mình dù chỉ một mảnh đạn thôi. Trớ trêu con nghêu thiệt chứ. Mình có niềm tin là cái con quỷ cà chua này sẽ cho mình mảnh đạn lắm. À không, không. Niềm tin mình sai chỗ rồi. Nhưng mà đây có phải là tòa tháp lần trước mình gặp con xương tàn hình đúng không nhờ? Giống lắm, hình như nó. Được, được. Mình sẽ trèo lên trển và tìm con xương đó lại để xem cái hình dạng thiệt sự của nó là như thế nào. Mình sẽ đặt block theo kiểu này lên là siêu an toàn luôn. Tránh được sự dòm ngó của mấy con zombie nữa. Đó, 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 đó. Bắt đầu hiện thành máu con xương rồi. Vẫn không thấy nha. Ôi. Trời, nó bắn mình lọt xuống đây luôn rồi. Con xương nó bị tàn hình mất rồi. Yêu, nó chịu hồi đệ ra nhiều quá. Thôi chạy 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 chạy. Ồ, ở đây lại có một cái con quỷ cà chua tiếp. Con này mình tin là nó sẽ rơi ra mảnh đạn nè. Ý, đúng rồi. Lần này mình đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Và như vậy thì mình đã chính thức đủ 9 mảnh đạn rồi. Tuy hơi vất vả đó nhưng mà thành quả thì khá là hài lòng rồi. Giờ thì mình sẽ đi về nhà và cất bớt đồ cái đã để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Màn solo giữa mình, Lộc quỷ cưa, chiến đấu với Aki quỷ súng á. Kèo căng á, kèo căng cực. Đây, đây chính là địa điểm tiếp theo mà mình dự định là sẽ đánh nhau với quỷ súng nè. Ok. Đằng kia có quỷ thiên thần và Denji luôn. Có nên tiễn vô đó. À mà quên. Cái kèo này là kèo 1-1 mà, quên nữa. Được, giờ mình sẽ làm miếng thịt cho ấm bụng trước đã. Rồi sau đó mình sẽ chặt một khúc gỗ để làm ra cái viên đạn triệu hồi ra cái tên quỷ súng thôi. Lần này là không biết có hạ được hắn hay không nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Rồi, thả viên đạn ra. Đó, 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 đó. Ui, đó đây các bạn thấy chưa, một viên đạn thôi mà mạnh khủng khiếp thôi. Ê, kết bạn được không? Ui, ui, không cho kết bạn. Trời, bắn căng vậy. Anh chạy tháo trước. Được lắm, thích thì chịu. Thích đánh nhau chứ gì, vô. Ui, đây rồi, đây rồi. Biến hình rồi. Wow. Lần này thì ngược lại, quỷ súng ép mình, ghê quá. Oh my god, thiệt. Wow, cái hình dạng của quỷ súng ghê quá à. Còn làm mình mù lò nữa.
What? Một sức mạnh không thể khinh thường được. Ấy. Làm thêm trái táo cho tăng độ tự tin nào. Rồi biến hình và tiếp tục chiến đấu thôi. Ui, lần này có vẻ kèo này khá là căng rồi. 1-1 khá là khó để hạ được quỷ xuống nha. Nhất là khi mình còn bị ép ở dưới nước nữa. Ui, bắn cái chùm đạn kìa. Ghê quá, ghê quá. Lúc nào thì mình cũng phải thủ sẵn trái táo trên tay hết. Ui. Ê, sấm sét. Wow, mạnh vậy. Khủng khiếp quá. Bắn dây xích. Ui, sao bây giờ mình hết bắn dây xích được rồi. À đây rồi, được rồi. Mình chỉ cần móc chúng thôi là kiểu gì quỷ súng cũng sẽ yếu thế thôi. Ừ, hắn bị dính vô cái mạng nhện rồi. Dựa lắm. Bóc chi xích nè. Ôi, đâu rồi. Ê. Oh no. Đi đâu vậy? Trời ơi, cái pha bóng móc dây xích đi vào lòng đất của mình thiệt. Gần kết thúc trận chiến rồi, mình phải ăn thêm một trái táo vàng cường hóa thôi. Phải đầu tư mới được. Rồi, kết thúc trận chiến trong cái này thôi. Ngươi cũng mạnh đấy quỳ xuống, nhưng mà ta sẽ không chịu thua với ngươi đâu. Yeah. Mình đã hạ được quỷ súng thêm một lần nữa rồi. Tuyệt vời. Và sau khi hạ xong hắn thì đột nhiên có một cái lớp sương mù vậy, các bạn có để ý không? Ồ, một cái lớp sương mù dày lắm bao quanh cái chỗ của mình nè. What the heck. Cũng may á là cái set đồ bằng những cái phôi điện của mình á phát huy công dụng, những cái phôi Tesla phát huy công dụng nè. Không có set giáp cực trâu này chắc hồi nãy là mình cũng hơi đuối đấy. Ui, thôi được rồi, chắc mình nên về thôi. Kèo này căng thiệt sự luôn á. Đó chính là sức mạnh khủng của quỷ súng đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình biết thêm được một điều á, là quỷ súng chưa phải là con boss mạnh nhất đâu. Vẫn còn boss khủng, nhưng mà không có nằm ở bên thế giới này thôi. Ô mày chuối thiệt. Bây giờ thì mình phải về nhà và tìm cách sửa lại giáp trước nè. Tại vì lúc đầu á, mục tiêu của mình chỉ là tiêu diệt quỷ súng thôi. Nhưng mà bây giờ mục tiêu đã thay đổi rồi, có thêm những con mạnh hơn cả quỷ súng nữa. Nên là mình phải men theo cái mục tiêu mới thôi chứ biết sao giờ. Như vậy thì bữa nay mình đã có tổng cộng là 2 cái Gun Core sau khi tiêu diệt 2 tên quỷ súng ha. Quá là tuyệt vời luôn. Và tuyệt vời hơn nữa khi mà mình còn dẫn thêm một đồng đội mới, đó chính là Denji Chainsaw Man. Chỉ tiếc là sức mạnh của Denji thì đang bị yếu hơn so với mình biết thì phải. Tại vì Chainsaw Man hàng real là mạnh lắm. Một mình cân cả đống con luôn. Cưa cưa các thứ. Còn Chainsaw Man này hơi lạ nha. Gặp con quỷ dơi mà khều khều như vậy nè. Mà khều đúng ít máu luôn. Ồ, trớ trêu thiệt. Thôi, nhưng mà có đồng đội mới là mình cũng khá là vui rồi. Giờ tạm thời á thì mình sẽ cho đồng đội mình lên mấy cái xuồng này ngồi trước đi. Chứ đi theo mình là hơi mệt á. Tại vì sắp tới còn rất là nhiều trận chiến khác mà mình cần tới sự giúp đỡ của đồng đội nữa. Nên là mình sẽ không để bất kỳ một đồng đội nào kiểu như đi lạc mất đâu. Rồi, xăm phên. Giờ thì công việc đặt lên hàng đầu của mình đó chính là tìm thêm quặng điện. Vì các bạn cũng thấy cái set giáp của mình nè, nó hư hết phân nửa rồi. Mà đó chỉ là mới qua 2 trận chiến thôi. What? Khoan. Từ. Ủa? Chainsaw đi bộ. Có quỷ cưa. Ủa, quỷ cưa đâu? Ui, đây. What the heck? Quỷ cưa đâu ra vậy? Rồi, tới công chuyện. Kẹo đấu giữa 2 quỷ cưa. Ây. Cả hai đều bắn dây xích hộp. Cần kẹo đấy vô. Wow. Hôm bữa là mình dùng sức mạnh của Katana Man. Bữa nay là mình sẽ dùng sức mạnh của quỷ cưa để đấu với quỷ cưa luôn nè. Vô. Đây là hình dạng nguyên thủy á. Khá là ngầu luôn, chỉ tiếc là mình không có biến thành cái dạng này được á. Phải mình mà biến được dạng này là hơi bị ngầu luôn á nha. Wow, mạnh vậy. Cái hiệu ứng của quỷ cưa nguyên thủy nhìn đẹp thiệt luôn á. Cố lên, biết đâu mình hạ được quỷ cưa lần này thì mình có thể biến thành dạng nguyên thủy luôn thì sao. Trời ơi, đó. Căng thẳng thiệt. Mấy con khác đi ra nha, chỗ kèo đấu người ta đang diễn ra đấy. Một tí nữa thôi. Gần làm được rồi. Trời, bữa nay quỷ cưa tới nhà để trả thù mà. Mình sẽ tiếp chiêu tới nơi luôn. Thêm một lần nữa, mình hạ được quỷ cưa nguyên thủy rồi. Quá là đã. Đang tính đi sửa giáp thì
đánh nhau một chập nữa, thế là cái giáp nó nát bét luôn rồi. Mà mình thì chỉ còn có đúng một cái phôi Tesla thôi. Sửa chắc được chứ. Được không? À được nè. Như vậy thì mình sẽ sửa cái ủng trước, tại vì cái ủng thì nó còn khá là ít độ bền à. Ưu tiên cái món ít độ bền nhất đi. Đây, cho vào. Sửa nhẹ lại một cái. Rồi, giờ đã dùng được tốt hơn rồi. Chắc mình sẽ đi có một đi mai một tí đi. Cày thêm mấy cái quặng điện mới được. Nhưng mà có một điều mình thấy khá là lạ luôn, là từ khi mình tiêu diệt quỷ súng á, hình như mình bị thương vô mắt hay sao ấy. Cái tầm nhìn của mình nó bị giảm một cách đáng kể luôn. Kỳ lạ thế. Không ổn rồi. Chứ bình thường là mình nhìn xa cực kỳ ấy, mà bây giờ nhìn xa nó cứ bị tối tối kiểu gì ấy. Chắc đó là tác dụng phụ sau cái trận chiến ấy. Đằng kia nó còn có một cái công trình gì nữa kìa. Thời tới. Xu vậy. Mình sẽ bắt chớn để mình nhảy lên. Ấy. Nào để người ta nhảy nào. Rồi bắn gì. Ủa. What. Cái dây xích của mình có thể phá hủy được rương. Ê cái này mình mới biết này. Được quá à. Trong một số tình huống thì mình có thể áp dụng cái mẹo này để lướt đồ nhanh hơn được á. Ok. Lúc đầu là mình tính đi lên luôn rồi đó, nhưng mà tự nhiên mình lạc vô cái hang và mình thấy nó có rất là nhiều kim cương luôn. Thế nên là lương tâm mình không cho phép mình đi lên á. Để mình xuống đây mình thăm ngàn một ít kim cương mang về mới được. Mấy rồi? 2 viên rồi. Cái này thì chắc cũng được 1 viên á, mình đoán vậy. À, cũng được 2 viên. Thơm. Bên kia mình thấy còn chỗ nữa cơ. Tới luôn. Mình trước khi tới đằng kia thì đào đằng này trước đã. Cái hang được thật sự á chứ. Đây thì 1 nữa nè. Nữa là 8 viên rồi. Ủa dưới vẫn còn nữa kìa. Cái hang này chịu đi là 10 mấy viên kim cương là ít đấy. Ủa như này. Này nữa nè. Quá trời quá đất. Vậy là tổng cộng cái hang này cũng cho mình cỡ 11 viên á. Dạ xua, chắc chắn là như vậy rồi. 11 viên. Con này bắn đủ rồi đó. Ôi. Tiếp theo có con boss nó tính xin chữ ký mình. Mình sẽ cho nó chữ ký luôn. Mình sẽ cho vài đường cưa vô người nó. Ok. Công việc đầu tiên sau khi về nhà là mình sẽ tiến hành nung toàn bộ cái số quặng điện mà mình có ra để chuẩn bị chế tạo thành cái phôi Tesla ha. Nói chung thì bữa nay quả là một ngày tuyệt vời của mình rồi, vì mình đã có thể đánh bại được cái tên quỷ súng không chỉ một lần đâu, mà tới tận 2 lần. Bên cạnh đó thì còn có cái màn tỷ thí đọ cưa với quỷ cưa hàng riêu ha. Và sau trận chiến đó thì mình thấy mình vẫn chưa thực sự mạnh lắm với cái sức mạnh quỷ cưa hiện tại. Để mình thử mình tìm coi có cách nào để mình biến thành quỷ cưa nguyên thủy hay không. Biến thành cái dạng đó chắc mình sẽ ngầu lắm luôn á. Nhìn cực kỳ đã ha. Rồi, và cũng các bạn đã đồng hành cùng mình và các đồng đội của mình trong trận chiến căng thẳng hôm nay. Hy vọng là mục tiêu sắp tới mà mình vừa tiết lộ mình sẽ sớm đạt được ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.